After 2 kilometers, take the exit towards Berg Road. After 800 meters, take the exit towards Berg Road, then turn right. Take the exit, then turn right. After 200 meters, turn right. Nên là bảo là nhiều khi mà mình thấy cái đường mình không đi là mình cũng phải cứng tay lái nhá, không quen nhá. Xử lý cái kịp ấy. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault.